coi nó dính cây. Đây. Quá đẹp. Quá đẹp luôn á các bạn. Cái bẫy này thì khi chia con chim các bạn nó đậu vô cái cần này này. Đậu vô này thì cọng dây nó sẽ được rút lại và nó dính chân chim về chỗ này. Vâng, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy video hay cho mình một like và nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi những video mới nhất. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Dính rồi nha anh em. Đó. Cho anh em dễ hình dung ha. Nhảy vô là bật rút luôn. Dính là dính hai chân luôn nha anh em. Rút vô tụ nè. Đó, dính hai chân nè. Đó. Rút hai chân rất là đẹp nha. Không bao giờ xảy được nha. Dây chặt lắm không bao giờ xảy được.